Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Sáu ngày 22 tháng 2 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lâm Đồng đánh giá tình hình tổ chức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Cát Tiên với nỗi lo thiếu nước mùa khô. Để ngành chế biến gỗ và lâm sản bứt phá. Ứng dụng 9999 Tết. Tiện ích trí tuệ vì người Việt. Người giữ lửa làng gốm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 22 tháng 2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị về giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến dự tại đầu cầu Hà Nội có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng có ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội. Thực hiện quyết định 217-218 của Bộ Chính trị, từ năm 2014 đến nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên thực hiện 12 chương trình phối hợp giám sát. Ở 63 tỉnh thành đã tổ chức 492.000 cuộc giám sát. Các hoạt động giám sát tập trung vào các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa cấp bách với toàn xã hội. Công tác phản biện xã hội được triển khai sâu rộng và hiệu quả. Qua giám sát phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có nhiều kiến nghị đề xuất quan trọng đối với các cơ quan đảng, nhà nước và các cơ quan chức năng trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật và tổ chức thực hiện. Các ý kiến kiến nghị được nhân dân và cử tri cả nước đánh giá cao, góp phần tăng cường sự phối hợp thống nhất hành động giữa các thành viên của Mặt trận Tổ quốc, phát huy dân chủ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là ở cơ sở. Đảm bảo và tăng cường an ninh trật tự xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Sau 5 năm triển khai thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua giám sát phản biện xã hội góp ý, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội thực hiện rõ nét hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời, giúp các cơ quan có thẩm quyền hoạch định, thực thi có hiệu quả hơn các chính sách pháp luật, có phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ổn định tình hình nhân dân, thực hiện các mục tiêu phát triển của các địa phương và cả nước. Thời gian tới, Ủy ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giám sát phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền. Đẩy mạnh công tác tập huấn, tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định của đảng và nhà nước. Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Hoàn thiện cơ chế và có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội đồng, ban, tổ tư vấn. Góp phần quan trọng trong việc mở rộng dân chủ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Sáng nay 22 tháng 2, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị đánh giá về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh từ khi thành lập đến nay và đánh giá đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở ngành và địa phương trong tỉnh. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng được thành lập ngày 1 tháng 10 năm 2018 theo quyết định số 1902 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trung tâm là đầu mối để các sở ban ngành tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính. Qua 4 tháng hoạt động, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông của trung tâm đã góp phần quan trọng vào việc thay đổi phương thức làm việc, tạo thêm động lực cho đội ngũ công chức viên chức, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Điểm nổi bật là tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn trên hệ thống một cửa đã giảm trên 17% so với 9 tháng đầu năm 2018. Cụ thể, tính từ ngày 1 tháng 10, 2018 đến 15 tháng 2, 2019, trung tâm đã thực hiện tiếp nhận mới trên 51.000 hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử. Tổng số hồ sơ đã giải quyết là trên 21.000, trong đó giải quyết đúng hạn trên 16.200 hồ sơ, giải quyết quá hạn gần 4.400 hồ sơ.
Ngoài ra, trên các hệ thống phần mềm do Trung ương triển khai, cùng thời điểm trên tổng số tiếp nhận trên 56.300 hồ sơ, tổng số được giải quyết là trên 55.200 hồ sơ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh còn gặp một số khó khăn và hạn chế. Trước hết, về hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến chưa được các sở ban ngành áp dụng đồng bộ và khai thác hết chức năng của hệ thống. Vẫn còn tình trạng các đơn vị chuyển hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy chưa đồng bộ, dẫn tới tồn tại một lượng hồ sơ trễ hạn ảo trên hệ thống và tình trạng trễ hạn hồ sơ do thao tác chậm trên hệ thống. Trình độ chuyên môn về tin học, ngoại ngữ của cán bộ công chức phục vụ tại trung tâm còn hạn chế. Về đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tập trung vào việc bưu điện tham gia tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân ở 3 cấp như cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Đề án sẽ được triển khai thí điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 28 tháng 2 đến 1 tháng 9 2019. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn xung quanh những tồn tại của Trung tâm Phục vụ Hành chính công, cũng như những điều chỉnh trong đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, giảm thiểu tỷ lệ hồ sơ giấy, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Yên nêu rõ, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh là mô hình mới nhằm khẳng định quyết tâm của tỉnh trong công tác cải cách hành chính. Để nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh 3 phương diện, đó là tăng cường trang bị hệ thống trang thiết bị phục vụ cho công tác cải cách thủ tục hành chính. Tất cả các sở ngành và địa phương cần rà soát lại các phần mềm quản lý gắn với các bộ thủ tục hành chính để nhân dân dễ dàng tiếp cận. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, ngoài nâng cao trình độ chuyên môn cần phải trang bị thêm kiến thức về tin học, ngoại ngữ. Ngoài ra, đối với đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý lãnh đạo các sở ngành liên quan cần điều chỉnh về giá cả của các gói dịch vụ cũng như mạnh dạn thí điểm ứng dụng mạng xã hội trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh triển khai chữ ký số để đề án sau khi thí điểm sẽ được triển khai sớm nhất trong toàn tỉnh. Không có nước để gieo trồng, đồng nghĩa với hàng trăm hecta diện tích sản xuất lúa và hoa màu của các hộ dân trên địa bàn xã Đức Phổ và vùng phụ cận của huyện Cát Tiên tiếp tục không thể sản xuất được và có nguy cơ bị bỏ hoang trong vụ mùa năm nay, là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Để chủ động trong công tác phòng chống hạn và hạn chế thấp nhất thiệt hại trong mùa khô năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tăng cường công tác phòng chống hạn trong mùa khô năm 2019. Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ thi công dứt điểm các công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt do các địa phương làm chủ đầu tư để đưa vào khai thác sử dụng, tăng nguồn cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt. Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình thủy lợi thuộc trách nhiệm quản lý, tăng cường tích nước, khơi thông dòng chảy, nạo vét hệ thống kênh mương, đảm bảo không để rò rỉ thất thoát nước. Có kế hoạch vận hành cụ thể đối với từng công trình thủy lợi để nâng cao hiệu suất sử dụng nước. Trong trường hợp xảy ra hạn hán, ưu tiên nguồn nước cung cấp phục vụ sinh hoạt chăn nuôi. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân trong việc sử dụng tiết kiệm các nguồn nước phục vụ sản xuất. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, máy móc, hệ thống máy bơm để chủ động bơm nước từ sông, suối, hồ chứa phục vụ công tác phòng chống hạn, nhất là các diện tích trồng cây công nghiệp cần nước tưới trên địa bàn. Cũng liên quan đến tình hình chống hạn cho cây trồng, thưa quý vị và các bạn, được kỳ vọng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình hệ thống trạm bơm tại xã Đức Phổ và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên do Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi do Lâm Đồng làm chủ đầu tư sẽ giải quyết bài toán về nhu cầu nước tưới cho hàng trăm hecta lúa trên địa bàn. Tuy nhiên, sau gần 3 năm triển khai đến nay, một số hạng mục công trình này vẫn chưa thể hoàn thành, cùng với đó là nỗi lo thiếu nước sản xuất trong mùa khô của người dân Cát Tiên, ghi nhận của phóng viên thời sự. Cuối năm 2016, trạm bơm xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên được đầu tư nguồn kinh phí trên 8 tỷ đồng để thực hiện đầu tư nâng cấp tăng dung tích tưới, đáp ứng nguồn nước tưới cho gần 150 hecta lúa tại địa bàn xã Đức Phổ và vùng phụ cận. Theo dự kiến, công trình này sẽ hoàn thành trong thời gian 18 tháng. Tuy nhiên, sau gần 3 năm triển khai, đến nay công trình này mới chỉ thực hiện được 70% hạng mục và đang bị tạm dừng gần 1 năm nay.
Vào mùa khô thì bà con rất là cần. Cho nên bây giờ mà cái trạm bơm này mà không hoạt động sớm thì nói chung bà con hết sức là khó khăn. Tại vì là cái diện tích mà đặc biệt là diện tích cái cây lúa nó cần nước rất nhiều. Mà trạm bơm ngưng 2 năm nay thì bà con cũng hết sức là khó khăn. Trong các cái cuộc họp cũng như các cái diễn đàn tiếp xúc cử tri thì bà con cũng đề nghị rất là nhiều. Cũng mong là các cấp trên là quan tâm để rồi hoàn thành sớm cái công trình để rồi phục vụ cho bà con. Không chỉ riêng trạm bơm Đức Phổ, công trình trạm bơm Phù Mỹ ở thị trấn Cát Tiên cũng chung tình trạng tương tự. Được đầu tư trên 5 tỷ đồng để nâng cấp phục vụ nguồn nước tưới cho một số diện tích của khu vực thị trấn Cát Tiên. Nhưng đến nay nhiều hạng mục vẫn còn dở dang, nằm ngổn ngang không được trông coi quản lý. Gia đình bà Nguyễn Thị Biên, thôn 2 có trên 1 hecta diện tích trồng lúa. Tuy nhiên do các trạm bơm không hoạt động nên thay vì sản xuất theo đúng niên vụ, thì nay gia đình bà phải chuyển đổi thời gian gieo sạ trước hơn 2 tháng để chủ động nguồn nước vào mùa khô. Điều này khiến cho năng suất lúa bị sụt giảm nghiêm trọng. Nó khó khăn mùa nước ghê lắm. Ăn nước trời nó khó khăn rồi. Cho mà mấy năm trước là nhờ trạm bơm. Cứ trạm bơm vậy là tháng 10 mà mình mới sạ xuống. Hồi tháng giêng mà mình mới thu, lại là nó đạt hơn. Còn đây là mới có tháng 8 mà là đã xả xuống rồi. Dù tháng 11 mà mình thu, là nó thua năng suất rồi lắm. Ví dụ là tháng giêng mình gạch giải là một sào là được 7 tạ. Mà đây là anh được trời là mình thu ở trong cái vụ 11 là sào có 5 tạ thôi. Có chúng tôi làm đây thì giờ yêu cầu là có cái trận bơm, yêu cầu nước thôi. Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm tiến độ các công trình trên là do nguồn vốn được bố trí chậm. Bên cạnh đó, một số hạng mục quan trọng phải chờ đến thời điểm mùa khô, nước sông Đồng Nai xuống thấp, nhà thầu mới thi công được, do đó ảnh hưởng phần nào đến tiến độ của công trình. Đối với các công trình thủy lợi khác thì đang vận hành tương đối tốt. Đối với các cái trạm bơm Phú Mỹ và trạm bơm Đức Phổ thì không hoạt động được. Thì trước mắt thì huyện đã tập trung điều tiết nước cái hồ Đắc Lô, rồi chỉ đạo các xã là ưu tiên nước để điều tiết phục vụ cho cái diện tích mà hưởng cái nước trầm bơm của Đức Phổ và trầm bơm của Phú Mỹ. Hai là đối với cái nước sinh hoạt của nhân dân thì huyện cũng đã làm việc với nhà máy nước Gành Đá cũng như nhà máy nước của huyện để tăng cái công suất, tăng cái ngày, cái giờ phục vụ để phục vụ nước cho sinh hoạt cho bà con. Không có nước để gieo trồng đồng nghĩa với hàng trăm hecta diện tích sản xuất lúa và hoa màu của các hộ dân trên địa bàn xã Đức Phổ và vùng phụ cận của huyện Cát Tiên tiếp tục không thể sản xuất được và có nguy cơ bị bỏ hoang trong vụ mùa năm nay. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Chiều ngày 21 tháng 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Lâm Đồng đã tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và gần 400 học sinh trường tiểu học thành phố Đà Lạt. Tại buổi tuyên truyền, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã thông tin nhanh tình hình cháy nổ trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh, thành phố Đà Lạt. Phổ biến những nội dung cơ bản về pháp luật phòng cháy chữa cháy, các kiến thức cơ bản, phổ biến hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy sách tay, các biện pháp phòng cháy chữa cháy và cách thoát hiểm tại trường học, gia đình và trong khu dân cư khi có cháy xảy ra. Buổi tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ, giáo viên và các em học sinh có được những kiến thức bổ ích cho bản thân, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản khi có cháy nổ xảy ra. Hôm qua 21 tháng 2, đoàn từ thiện của tỉnh xá Lộc Uyển, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với tỉnh xá Ngọc Tín, phường 9, thành phố Đà Lạt đã có hoạt động trao quà cho các hộ nghèo khó khăn tại xã Bró, huyện Đơn Dương. Đoàn đã trao 400 phần quà, bao gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, đường và chăn màn. Ngoài ra, đoàn cũng trao cho mỗi hộ 150.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị của đợt từ thiện là 150 triệu đồng. Đây là hoạt động nhân đạo nhằm chia sẻ khó khăn với những bà con địa phương, phát huy tinh thần từ bi, hy xã của các Phật tử Tăng Ni. Được biết, xã Bró là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Đơn Dương, tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số cao. Trong những năm qua, xã đã được đầu tư hạ tầng và các chương trình hỗ trợ sản xuất để người dân phát triển kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm dần nhưng vẫn còn cao so với mặt bằng chung của cả huyện. Sáng nay ngày 21 tháng 2, tại tiểu khu 94 xã Đa Nhiêm, huyện Lạc Dương,
công ty Thành Nam đã tổ chức lễ thả cá về với thiên nhiên đầu xuân lần thứ nhất năm 2019. Đến giờ có đại diện các sở ngành của tỉnh, chính quyền, nhân dân địa phương, các tổ chức bảo vệ thiên nhiên, hiệp hội chim cảnh, hoa cảnh, cá cảnh và học sinh các trường tiểu học trên địa bàn xã Đa Nhiêm. Hơn 60 kg cá đã được thả về hồ lớn nằm trong khuôn viên khu du lịch sinh thái Thung lũng Ước Mơ. Việc thả cá về với thiên nhiên là hoạt động nhằm bảo vệ, bảo tồn đa dạng thủy sinh vật, bảo vệ cảnh quan môi trường và hệ sinh thái thủy sinh vật trong khu vực dự án, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở các lòng hồ ở địa bàn xã Đa Nhiêm. Song song đó, để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, xác định vai trò trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường đa dạng sinh học và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý, lãnh đạo công ty Thành Nam cho biết việc thả cá về với thiên nhiên sẽ được duy trì định kỳ tổ chức vào rằm tháng giêng hàng năm. Những nội dung chính trong phần tin trong nước: đưa ra các kinh nghiệm biện pháp giúp ngành chế biến gỗ và lâm sản bứt phá là những chủ đề chính mà ngành lâm nghiệp đang hướng đến. Ứng dụng 9999 Tết là một sản phẩm đặc sắc, chuyên biệt, nhân văn, khẳng định trí tuệ Việt vì người Việt. Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 218.446 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 cho các bộ ngành và địa phương. Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 138,592 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện dự án hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng. Bổ sung cho 5 địa phương có các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135, 79,854 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ireland cho dự án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 của tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin và số liệu báo cáo, thực hiện giao kế hoạch bổ sung cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 5 địa phương trên theo quy định. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và STEF, Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực với Việt Nam ngày 14 tháng 1 năm 2019, giúp con tôm Việt Nam có thêm cơ hội xuất khẩu sang nhiều thị trường trong khối CPTPP, trong đó có Nhật Bản. Số liệu hải quan Việt Nam cho thấy, năm 2018, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nhật Bản đạt 639,4 triệu đô la Mỹ. Nhật Bản hiện là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ hai của Việt Nam, chiếm 18% tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam đi các thị trường. Việt Nam vẫn là nước cung cấp tôm lớn nhất cho Nhật Bản. Hiệp định CPTPP có hiệu lực cũng sẽ giúp cho con tôm Việt Nam gia tăng lợi thế tại thị trường này. Theo VASEP, để đẩy mạnh xuất khẩu tôm sang Nhật Bản, doanh nghiệp nên đổi mới phương thức tiếp cận thị trường cùng với quảng bá mạnh mẽ hơn nữa thương hiệu cho sản phẩm của mình. Thêm nữa, cần chú trọng đảm bảo chất lượng sản phẩm. Dự kiến năm 2019, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nhật Bản sẽ đạt mức tăng trưởng hai con số so với năm 2018. Bước qua thời kỳ khó khăn, chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu đang là ngành có đóng góp tích cực vào GDP của cả nước, đứng trong top 6 mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam. Thế nhưng để đạt được sự bứt phá, ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu vẫn cần phải chú trọng tìm các giải pháp mang tính toàn diện. Sản phẩm của đơn vị này đã được xuất khẩu tới các quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ và Hàn Quốc. Do các đơn hàng lớn ngày một tăng, từ 4 năm nay, đơn vị đã đầu tư thêm một nhà máy sản xuất hiện đại tại tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, ngoài nguy cơ thiếu nguồn nguyên liệu gỗ đạt chứng chỉ, đơn vị này còn phải tốn thêm thời gian và chi phí cho việc đem sản phẩm mẫu đi kiểm nghiệm tại nước ngoài. Hiện nay ở Việt Nam chưa có phòng test lab nào, và Việt Nam những cái sản phẩm của chúng tôi cứ phải gửi đi Thượng Hải hoặc là sang bên Ý hoặc Đức để test như thế. Vừa là mất chi phí mà cái quan trọng nhất là có thể mất tới vài ba tháng cho cái việc test một cái sản phẩm trước khi sản xuất hàng loạt. Còn tại đơn vị sản xuất đồ gỗ nội thất này, khó khăn của họ lại là việc tuyển lựa được lao động lành nghề và có khả năng thiết kế các sản phẩm ứng dụng. Trong cái ngành mộc thì gần như các trường đào tạo của Việt Nam hiện nay rất ít. Dẫn tới là gì? Khi mà chúng tôi tuyển lao động, rất khó tuyển. Đặc biệt với nguyên liệu cho chế biến, theo tính toán của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, nếu muốn đạt kim ngạch xuất khẩu 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 như mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, phải cần gấp đôi nguồn cung sản lượng gỗ nguyên liệu từ rừng trồng hiện có. Nếu muốn đạt được 20 tỷ năm 2025, chúng ta ít nhất phải có từ 50 đến 60 triệu mét khối gỗ.
Cái thứ hai bây giờ chúng ta là vấn đề công nghệ và nguồn nhân lực. Tôi nói có công nghệ mới thì phải có người mới. Về vận hành cái thiết bị đó mới có hiệu quả. Bây giờ lao động giá rẻ không còn quan trọng nữa, mà cái quan trọng là lao động chất lượng cao. Thế thì câu chuyện tập trung vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những cái câu chuyện mà tôi cho rằng là doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đang cần phải tập trung. Thứ hai, chúng ta có thể đi tắt đón đầu bằng việc ứng dụng công nghệ. Theo nhiều nhận định, những năm tới sẽ là thời điểm vàng cho ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu. Theo đó, việc đưa ra các kinh nghiệm, biện pháp giúp ngành chế biến gỗ và lâm sản bứt phá cũng sẽ là những chủ đề chính mà ngành lâm nghiệp đang hướng đến. Tết Kỷ Hợi vừa qua, một ứng dụng với mục tiêu góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp Tết Việt, giúp người dân khai thác nhiều tiện ích miễn phí tổng hợp về Tết đã ra đời và thu hút sự quan tâm của đông đảo người sử dụng trong cả nước. Bằng chứng là chỉ sau 2 tuần ra mắt, gần 1 triệu người tải app thường xuyên đứng trong top 1 về ứng dụng giải trí trên Android và iOS về lượt người sử dụng. Đó là ứng dụng 9999 Tết của công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC Group. Mong ước của nhà sáng lập là đưa ứng dụng trở thành bách khoa toàn thư về Tết trong tương lai. Trước mắt trong dịp Tết Kỷ Hợi, app 9999 Tết đã giúp người dân dễ dàng cập nhật thông tin ở các lĩnh vực như du lịch lễ hội, mua sắm, giao thông, sức khỏe đời sống, văn hóa thể thao. Ngoài ra, app còn có chức năng kết nối mua hàng hóa tại siêu thị AD rồi, mua vé xe khách, máy bay, hãng taxi với giá ưu đãi và gợi ý các điểm đến là đền chùa, các trung tâm y tế gần nhất. Cái ứng dụng này thì có một cái mục mà mình hay vào và mình hay sử dụng nhất, đó là cái mục giải trí. Trong mục giải trí thì nó có những cái mục như là phim Tết này, hài nhạc xuân hoặc là tin tức, và hầu như nó là tin tức về Tết. Là app chuyên biệt về Tết nên công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC Group thiết kế các ứng dụng khá thông minh để người sử dụng có thể dễ dàng tra cứu thông tin, hỏi đáp về các chủ đề liên quan đến Tết bằng cách tương tác, chuyện trò, cả bằng gõ văn bản và nói trực tiếp với trợ lý ảo. 4 con 9 chẳng hạn, Tết 4 con 9 chẳng hạn, tôi cũng cho là một cái sự đóng góp tích cực và cũng là cái hiện tượng mới mà năm nay cái Tết kỷ hợi này nên nó bắt đầu vào cuộc. Và tôi mong rằng đó là con đường dài, nhưng con đường sẽ thành thạc cho cả cái người tạm mở ra con đường ấy và cả những người đi trên con đường ấy. App 9999 Tết là sản phẩm phi lợi nhuận đầu tiên AIC Group cho ra mắt tại Việt Nam trong lộ trình hiện thực hóa ý tưởng xây dựng quốc gia thông minh mà đơn vị này vừa được trao giải thưởng ý tưởng xuất sắc nhất thế giới. Điều này có thể thấy qua việc app 9999 Tết đã có ứng dụng nhân văn giúp người khiếm thị cũng có thể sử dụng. Các nhà sản xuất phần mềm cũng đã hết sức quan tâm đến cái việc đảm bảo điều kiện tiếp cận cho người khiếm thị, tức là đã tích hợp vào đây cái phần tổng hợp tiếng nói, cả bộ đọc, cả các cái giọng từ Bắc, Trung, Nam để cho người khiếm thị có thể tiếp cận một cách dễ dàng. Ứng dụng đã được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp phép từ ngày 11 tháng 1 năm 2019 và chính thức ra mắt ngày 28 tháng 1 năm 2019. AIC Group cho biết trước mắt ứng dụng này sẽ hoạt động trong mỗi dịp Tết đến xuân về và tiếp tục được nâng cấp, chuyển hóa để có thể hoạt động ở mức độ thông minh hơn, tiện ích hơn, bao trùm sang nhiều chuyên đề khác. Thì chúng tôi rất là mong muốn là có thể nhận được cái sự đóng góp ý kiến của toàn thể người dân Việt Nam, tổ chức công nghệ Việt Nam, đặc biệt là những cái tổ chức liên quan đến các dịch vụ của Việt Nam. Họ có thể cùng đóng góp vào chương trình này để tạo ra tiện ích tối đa cho người dân. Trong thời kỳ của cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa mạnh mẽ, có rất nhiều phần mềm ứng dụng đã và đang tồn tại, thì việc cho ra đời ứng dụng 9999 Tết là một sản phẩm đặc sắc, chuyên biệt, nhân văn mà công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC Group mang đến cho người sử dụng với mục đích khẳng định trí tuệ Việt vì người Việt. Đừng lo lắng, đã có 9999 Tết. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bà Mali ở làng Rang Rọ, xã Ca Đơn, huyện Đơn Dương, người đã dày công giữ ngọn lửa gốm truyền thống bằng tình yêu và tấm lòng hướng về nguồn cội. Nghề làm gốm của người Chu Du ở làng Rang Rọ, xã Ca Đơn, huyện Đơn Dương đã có từ lâu đời, nhưng hiện đang dần mai một do sản phẩm gốm làm ra không bán được nên nhiều người bỏ nghề.
còn lớp trẻ lại không mặn mà nối nghiệp cha ông. Nhưng mới đây, làng gốm Chu Ru đã sôi động trở lại khi nhiều người dân ở đây bắt tay khôi phục nghề gốm. Sự đổi thay ấy có được là từ một người phụ nữ bao năm gắn bó với gốm, đó là bà Mali, người giữ lửa cho làng gốm Chu Ru. Nhanh nhẹn, hoạt bát ở cái tuổi ngoài 60. Với cái cùi trên lưng, vài ngày bà Mali lại đi bộ hơn 2 cây số để làm một việc, lấy đất về làm gốm. Ngọn đồi này nơi tổ tiên của bà đã từng sống và yên nghỉ, và để lại cho bà một tài sản lớn. Chị mình biết là cái đời mà bà kể lại là từ 20 mấy đời sau này. Tới bà nội thì bà bảo là quyết định không bỏ cái nghề này. Nhưng mà con mà bỏ cái nghề này, mai mốt con cháu đói khổ thì không biết gì mà làm mà ăn. Năm nay là quyết định là không bỏ, mấy đứa con kéo lôi nó đi đào đất, làm đất. Có dạo làng gốm đang gò yên ắng vì chẳng ai làm gốm, nếu không được đặt trước vài sản phẩm dùng để trưng bày ở đâu đó. Nhưng nay không phải dịp lễ hội nào, làng gốm vẫn rộn ràng. Người già trẻ nhỏ, mỗi người mỗi nhà đều tất bật tạo ra các sản phẩm gốm. Người già làm những sản phẩm gốm đòi hỏi kinh nghiệm như nồi đất, chung. Trẻ nhỏ làm gạt tàn thuốc hay những con vật ngộ nghĩnh. Không khí hồ hởi này được khơi lên từ người phụ nữ coi nghề gốm là sinh mệnh của mình. Cứ rảnh rỗi thì làm dưới nè, tháng chiều. Chứ không làm thì bà la quá. Bà sợ mất nghề. Thấy vui mình làm thì mai mốt thì sợ nó mục đi thì cũng không biết ai làm nữa. Chứ nói chung bữa trước thì hết cả làng người ta không làm, bữa nay người ta không làm nữa. Gốm của người Chu Ru nơi đây không tinh xảo, đơn giản là gốm thô, không dùng bàn xoay hay lò nung. Các sản phẩm gốm chỉ làm từ thứ đất núi, nước và nung bằng lửa chất xung quanh. Những ưu điểm là không bị nứt vỡ khi sử dụng, có thể chịu mưa, chịu nắng. Mình lấy đất núi, mình làm hơi xong rồi mình về nhà mình đập nghiền, thằng lấy bột xong rồi là mình lấy nước mình đổ vô rồi nhồi. Nhồi thì có chừng mực của nó. Rồi không có dẻo mà không cứng. Cái nung là mình phải phơi cho thịt khô. Nếu phơi không khô thì nó nứt, nó mẻ. Một, hai nữa là mình làm nó đụng sẵn này. Đó là sợi tóc của mình này. Còn cái cỏ rác gì mà dính vào nó nổ. Mình phải giữ kỹ. Mình làm mình lọc cho nó kỹ. Nước mình nhồi á, mình phải lọc. Rồi để nhồi xong mình làm, mình phơi, mình nung, củi phải khô, đất phải khô. Hiện nay làng Răng Cọ có hơn 10 hộ làm gốm. Con số này giảm đáng kể so với những thập niên trước. Do trước đây sản phẩm gốm được tiêu thụ thông qua việc trao đổi lương thực thực phẩm từ vùng này sang vùng khác trong cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày nay việc sử dụng các vật dụng từ gốm thô đã giảm đi đáng kể. Song tín hiệu vui của làng gốm là các sản phẩm của họ được một số điểm du lịch đặt hàng để bán cho du khách. Nhờ vậy, làng gốm đã hồi sinh. Trước những mảnh sân nắng, người ta đã có thể nhìn thấy những em gái nhỏ say sưa với tác phẩm gốm đầu tay. Những phụ nữ trẻ làm nên những sản phẩm gốm mới bằng trí tưởng tượng của mình. Mình cũng đam mê nhưng mà làm hơi khó, nhưng mà 2-3 bữa thì làm cũng được. Làm rồi từ từ mình sẽ lên đất cho nó đều. Tùy thích mình làm chậu hoa hay là làm nồi lẩu hay làm bình hoa hay làm tàn thuốc gì thì tùy ý của mình. Rồi bà sẽ dạy mình từ từ, mình lên tay của mình rồi nó thành sản phẩm. Mùa khô là mùa thuận lợi nhất cho việc làm gốm. Nếu thời tiết thuận lợi thì một sản phẩm gốm sẽ được hoàn chỉnh trong 3 ngày. Các sản phẩm gốm chính ở đây là nồi đất, chum nhỏ, thố và các sản phẩm khác tùy theo người tiêu dùng ra mẫu. Với giá bán từ 50 đến hơn 200 ngàn đồng một sản phẩm, có thể cho người làm gốm thu nhập ổn định và tận dụng thời gian nông nhàn. Do sản xuất thủ công không đại trà, nên sản phẩm gốm thô nơi đây đã thu hút được những người yêu vẻ đẹp tự nhiên và cả sự hồn nhiên trong các sáng tạo của người làng gốm. Và những người phụ nữ Chu Ru như bà Mali đã dày công giữ ngọn lửa gốm bằng tình yêu và tấm lòng hướng về nguồn cội. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.